Hội sách Back to School, chương trình ưu đãi lớn nhất năm chỉ có tại Học Văn Trị Hiên. Mùa tựu trường đang đến gần, các em đã chuẩn bị gì cho năm học mới rồi nhỉ? Hãy tận dụng ngay hội sách ưu đãi giảm đến 50% giá sách để thả vào ba lô những cuốn sách siêu ưu đãi mà cực kỳ bổ ích này các em nhé! Hội sách này có gì nhỉ? Thứ nhất, giảm giá từ 15 đến 50% các đầu sách. Thứ hai, free ship cho đơn hàng trên 300.000. Thứ ba, tặng quà bí mật cho các đơn hàng trên 400.000. Thứ tư, tặng áo cho các đơn hàng trên 500.000. Thứ năm, các combo thông minh với mức giá siêu ưu đãi. Và cuối cùng, tặng sách không đồng trong các phần livestream trong 3 ngày diễn ra hội sách. Vì sao em không thể bỏ qua hội sách này? Đây là chương trình ưu đãi lớn nhất và duy nhất trong năm học 2022-2023. Nếu bỏ qua bây giờ thì các em sẽ không thể có cơ hội để tham gia nữa đâu nha. Đây là cơ hội để các bạn chuẩn bị hành trang trước thềm khai giảng năm học mới. Tất cả các đầu sách đều cực kỳ hay, mang tính ứng dụng cao, giúp các bạn có thể làm chủ chương trình mới và dễ dàng đạt 8 cộng văn đấy. Đây là hội sách vừa để tri ân các bạn học sinh đã đồng hành cùng với Học Văn Trị Hiên trong năm học vừa qua, vừa để tạo cơ hội để các bạn có thể tiếp cận được với nhiều đầu sách của Học Văn Trị Hiên trong năm học mới. Các đầu sách được sale trong hội sách như sau. Lớp 12 sẽ có các ấn phẩm, bộ sổ tay văn học, sách săn 8 cộng văn thế hệ mới, tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm, vở luyện viết, tài liệu khóa cốt. Lớp 11 sẽ có bộ tài liệu kiến thức 2 học kỳ, sổ tay dẫn chứng mảnh ghép văn chương. Lớp 9 sẽ có bộ sổ tay văn học, tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm, sổ tay dẫn chứng đại dương văn học. Ấn phẩm dùng chung cho các khối đó là sổ tay nghị luận xã hội. Tất cả những đầu sách này đều đang được giảm từ 15, sâu nhất là 50% đó nha. Ngoài ra thì còn có rất nhiều combo thông minh với giá siêu ưu đãi, gồm có combo nhật dụng, combo lớp 9, combo lớp 11, combo lớp 12. Các bạn đừng quên tham khảo nhé! Về thời gian, hội sách sẽ được diễn ra duy nhất trong 3 ngày, ngày 19, 20 và 21 tháng 8, trên tất cả các kênh truyền thông của Học Văn Trị Hiên. Em có thể nhắn tin về Facebook, Instagram của Học Văn Trị Hiên để đặt sách. Thông tin chị đã để cụ thể trong phần bio rồi nhé. Vậy thì các bạn ơi, còn chần chừ gì nữa mà chúng mình không nhanh tay nhắn tin cho Ashley để có thể xin ngay những cuốn sách mà chúng ta đang cần về trong 3 ngày diễn ra hội sách. Và chị chúc các bạn sẽ trở thành những người may mắn để không những mua sách mời mà còn nhận được thêm quà của anh chị nữa nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn, nhanh tay mua sách để bắt đầu năm học mới thật là hiệu quả thôi. Bye bye. Hội sách Back to School, mua sách nửa giá, đột phá điểm văn.